lắp vào đều ấn. Còn bên quan 7 anh quan tâm đến ba nút này. Đây, đây là nút music cũng là coi 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 nhạc coi đầu nhạc mic là coi đầu mic coi đầu mic. Đây là coi đầu echo, ví dụ mà hát mic echo quá anh tăng lên. Đấy, bây giờ quan tâm đến điều khiển để cho em cái điều khiển này, đây là 6 chế độ hát mình thấy anh gọi là 6 chế độ. Đây là từ 1 sang 1 sang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng anh quan tâm nhé, 3 chế độ đầu tiên là 3 chế độ hát karaoke. Chế độ thứ 4 là chế độ nghe nhạc.